Hai chào cả nhà nha. Hôm nay là một đêm bẫy chuột thất bại của mình nha. Mấy bạn xem, đây là chuột mình đánh buổi chiều á, nghĩa là tối là mình thăm nhớ thứ hai đó. Nếu bạn mà xem video là nó biết là giấc tối rồi, biết giấc chiều, còn này là giấc tối, tối đúng giờ đi thăm cũng nhiều nhưng mà thất bại lắm. Đây một chú, hai chú, ba, bốn, đăng ký nha. Rồi đây nữa nè, chết lấy bằng. Dân đây đâu tin tưởng tụi mình đâu, tụi mình bắt một đêm 150 bảy, nếu mà mình bắt 15 kg mà dân đây đâu tin mình đâu. Cổ giờ chết mình mới bắt ra, lớn không à. Hồi nãy mình phóng sanh nhiều rồi, nó phóng sanh ác lắm, mình giết cũng nhiều rồi. Rồi 1, 2, 3 chú nha. Cái này không có bán cho người ta được không? Không bán được đâu, không có đem về nhà làm thịt bán cho người ta được. Đúng rồi đó, chuột rất đẹp, không gì hết. Đây, đây nữa nha. Chừng này là 1 kg mấy chuột rồi đấy. Đây, nhưng mà cái này không đem về làm, không về bán người ta nha. Cái này mình bỏ mình chuột nha. Thôi mấy bạn tưởng mình xạo, để mình chuột mấy bạn xem. Cái này đó là chuột này không ăn được, chết là không có lấy. Đây, chuột nha. Rồi chuột rồi, giờ mình đi thăm bẫy luôn nha. Sẵn mình thăm bẫy. Còn đâu 4 cái chuột, bây giờ mình đi 5 cái chuột để mình đi thăm bẫy lại. Bây giờ là 9 giờ rưỡi, giờ 10 giờ đúng, cho là 10 giờ hơn. Bây giờ mình thăm bẫy với mình nha. Bữa nay thì không còn chim đâu, chim thăm buổi chiều rồi, giờ đi thăm nhất đêm thứ hai. Đêm bình thường là thăm một lần thôi, mà chuột nhiều thì mình đi thăm 2 lần. Ai chà, 5-6 cái chuột mà dắt cũng gọi là